đâu Nhật ơi? Bảy giây rồi mà. Nó không biết rồi chứ. Làm sao thấy kiếm được? Quay cả cái tàu nữa. Quay cả cái tàu nữa. Ừ, nắng nó chết lắm. Thank you.
gọi thì nó thấy nó tẩu chết đi nhất. Bao nhiêu? Ba tầm mấy? Ba tầm hai. Hôm nay sắp về hôm nay tầm bảy rồi. Quay biển mà lúc kiểu này trời im kiểu này tưởng nào sướng lắm mà chi. Vâng, nếu nó có sóng thì quay cả sóng á. Ừ. Mà cái này cũng gửi qua máy quét luôn rồi. Cũng không biết nữa, được thì quay thử rồi gỡ thử. Mình coi YouTube làm gì?
What?